Sóng Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp chiếc máy lọc không khí phục vụ các bác. Các bác mua bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Ở đợt này máy lọc không khí giá xuống rất là rẻ các bác nhá. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì mình tranh thủ cái thời điểm máy móc đang giá chạm đáy này, các bác làm ngay một chiếc ạ. Ở cái thời điểm trước cách đây vài tháng thì cái con này có giá tới 3 triệu rưỡi ạ, nhưng đợt này em báo giá luôn là chỉ có 2 triệu thôi các bác nhá. Chưa có bao giờ máy lọc không khí mà giá lại rẻ như bây giờ. Mọi thứ đều lên giá nhưng mà riêng máy lọc khí thì rẻ đi. Ở đây là một cái con VX50 màu trắng, hình thức nguyên bản còn khá là đẹp, để full tính năng. Đây, quay các bác xem một lượt nhé, giá chỉ có 2 triệu thôi, giá rẻ chưa bao giờ từng có rẻ như vậy. Để một con máy hoàn hảo mọi chức năng, giá thành thì siêu rẻ, hình thức đẹp. Các bác tranh thủ những cái lúc mà nó rẻ này, thì khi nào mà thị trường nó quay trở lại giá bình thường thì con này lại trên 3 triệu. Đợt này thì các bác tranh thủ mua nhé. Các tính năng của máy này, khóa cho em, giữ 3 giây là nó khóa. Báo phần trăm độ ẩm này, hẹn giờ, eco, cảm biến ánh sáng. Tắt đây các bác nhé. Điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy này, điều chỉnh các tốc độ lọc nhanh chậm khác nhau, điều chỉnh các chế độ lọc không khí bùa. Đấy. Trong này màng HEPA vẫn zin đi thở máy còn khá đẹp nhé, các bác nhé, để nguyên này, màng trắng đẹp. Đấy. Màng than hoạt tính khử mùi rất là tốt này. Đấy. Giá phải nói là siêu rẻ, nhưng thời điểm này chưa bao giờ nghĩ máy lọc khí đến cái thời điểm nó rẻ như vậy. Ngày xưa 3 triệu rưỡi cách đây chỉ có vài tháng thôi ạ. Còn trung bình cứ trên 3 triệu. Bình nước bùa ẩm, hàng tạo ẩm này rất là đẹp này. Đấy, những cái ngày hanh khô các bác cho nước vào bùa ẩm. Đấy, máy tác dụng thì lọc không khí thì có 3 tác dụng chính là lọc không khí, bùa ẩm, khử mùi. Đặc biệt tốt cho những cái gia đình có những cái người mà bị về đường hô hấp, nhà những người già trẻ nhỏ. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Máy đã được đấu điện 220V này, bảo hành 1 năm. Chào các bạn.